Barca phản công PSG vì ngôi sao Messi. Theo que thì Zugu, đơn kiện của Barcelona về mức lương của Lionel Messi tại đội bóng mới Paris Saint-Germain. PSG đã được Tòa án Liên minh châu Âu xem xét kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Đơn khiếu nại liên quan đến việc đội bóng thành Paris không tuân thủ luật của các quy tắc công bằng tài chính. Đội bóng của Pháp là một trong 8 câu lạc bộ châu Âu bị phạt 65 triệu euro vì vi phạm các quy tắc về chính sách tài chính. Đơn khiếu nại cho thấy đội bóng có trụ sở tại Paris đang vi phạm các quy tắc về hóa đơn tiền lương và chi tiêu của họ. Điều này khiến khoảng cách về tiền bạc giữa PSG và các đội bóng lớn châu Âu khác ngày càng gia tăng. PSG đã cố gắng tích lũy một đội hình chất lượng cao nhất với những siêu sao như Kylian Mbappé, Neymar Jr., Lionel Messi và nhiều hơn nữa trong đội của họ. Tất cả những cái tên nổi tiếng này cũng có mức lương cao ngất ngưỡng mỗi mùa. Căng thẳng giữa Barca và PSG đã bắt đầu khi gã nhà giàu của Pháp chi khoản phí kỷ lục thế giới. 222 triệu euro để mua Neymar từ đội bóng xứ Catalan bằng cách trả đúng điều khoản giải phóng hợp đồng. Chủ tịch của nhà đương kim vô địch Pháp là tỷ phú người Catalonia Ancelotti gần đây đã đặt câu hỏi về việc chi tiêu trong mùa hè của Barcelona mặc dù đang phải gánh nợ. Họ có được những siêu sao như Robert Lewandowski, Jules Caldi và Rafinha. Blaugrana được cho là đã bán bản quyền truyền hình của họ và các hãng phim của Barca để tích lũy khối tài sản trị giá 700 triệu euro. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã chi tổng cộng 150 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, Ancelotti đặt câu hỏi liệu việc UEFA cho phép câu lạc bộ xứ Catalan làm như vậy có phải là quyết định đúng đắn hay không. Ông ta cũng ngụ ý rằng các câu lạc bộ châu Âu khác có thể áp dụng chiến lược tương tự trong tương lai. Đây là những gì ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Politico. UEFA cho Barca tự do chi tiêu có công bằng không? Không, nó không công bằng một chút nào. Nó có hợp pháp không thì tôi không chắc. Nếu họ cho phép, thì những đội bóng khác cũng sẽ làm như vậy. UEFA tất nhiên có quy định tài chính riêng của họ. Chắc chắn là họ sẽ xem xét mọi thứ. Trong lúc PSG cà khịa Barca, thì đội bóng Tây Ban Nha cũng không vừa khi yêu cầu Tòa án Liên minh châu Âu vào cuộc điều tra về công bằng tài chính ở câu lạc bộ của Pháp liên quan đến mức lương trả cho Messi và những ngôi sao khác. Vừa phản công PSG khiến đối phương bối rối, Barca đồng thời tìm cách đưa Messi trở lại sân Camp Nou. Phó chủ tịch của Barcelona, Idat Drumil gần đây đã tiết lộ rằng việc Lionel Messi tái xuất Barcelona sẽ khả thi về mặt tài chính vì nó sẽ là chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của cầu thủ này với PSG sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2023. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Es Matar de Catalunya, Drumil đã nói nếu anh ấy, Lionel Messi, trở lại thì giá chuyển nhượng là miễn phí. Vì vậy, điều này sẽ khả thi trong tầm chi tiêu của đội bóng chúng tôi, mặc dù tôi không biết nhiều về ngân sách đội bóng. Anh ấy là một biểu tượng của câu lạc bộ, đây sẽ luôn là nhà của Messi, nhưng việc Messi có quay về đây được không sẽ là một quyết định khó khăn. Barca sẽ không gặp vấn đề gì vào mùa hè từ với cấu trúc mà chúng tôi đã thiết lập.